tổ trọng tài Thái Lan điều khiển trận chung kết ngược V-League 2022. Ban trọng tài VFF mời tổ trọng tài người Thái Lan điều khiển trận đấu giữa Đà Nẵng và Sài Gòn ở vòng 23 V-League 2022. Theo thông tin mới nhất, ở trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Sài Gòn ở vòng 23 V-League 2022, hai đội bóng sẽ đón tổ trọng tài nước ngoài bắt trận. Theo đó, trọng tài chính là trọng tài FIFA Mông Côn Trai Pesri. Hai trợ lý gồm trọng tài Ragut Nakarit và Tanet Chuchun. Trọng tài thứ 4 sẽ là trọng tài Việt Nam. Trọng tài Suhaiji Bin Sukri năm nay 43 tuổi và là trọng tài được đánh giá có chất lượng tốt hàng đầu của Malaysia. Ông được công nhận là trọng tài FIFA năm 2011. Năm 2015, ông được mời bắt chính trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc và trận Bình Dương gặp Zonbert Hyundai Motor tại AFC Champions League. Trận đấu giữa Đà Nẵng và Sài Gòn được xem là trận chung kết ngược của mùa giải, khi cả hai đội đều đang vật lộn trong cuộc đua tìm kiếm tấm vé trụ hạng ở mùa giải 2022. Trên bảng xếp hạng ở thời điểm hiện tại, Sài Gòn đang đứng chót bảng với 19 điểm, bằng điểm với Hàm Lượng Hà Tĩnh nhưng kém hơn về hiệu số. Trong khi đó, Đà Nẵng chỉ hơn đối thủ sắp tới của mình đúng 3 điểm. Trong khi đó, một trận đấu khác ở vòng 23 được đánh giá ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch là màn so tài giữa Bình Định và Viettel cũng được điều khiển bởi tổ trọng tài. Người Malaysia gồm trọng tài chính Suhaiji Bin Sukri, trợ lý Nazirin Bin Aziz, trợ lý Moarif Samil Bin Abdi Razid. Ông Ngô Duy Lân cũng được giao nhiệm vụ làm trọng tài thứ 4 ở trận đấu này. Các trọng tài điều khiển các trận còn lại của vòng 23 như sau. Trọng tài Trần Đình Thịnh điều khiển trận đấu giữa Hải Phòng, huấn luyện Hà Tĩnh. Trọng tài Nguyễn Trung Kiên điều khiển trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Bình Dương. Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn điều khiển trận Đông Á Thanh Hóa, Hà Nội. Trọng tài Nguyễn Đình Thái điều khiển trận Hoàng Anh Gia Lai, Nam Định.